Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ten Anime. Chắc hẳn chúng ta đã rất quen thuộc với dàn nhân vật trong Doraemon rồi nhỉ? Là cô gái duy nhất trong nhóm bạn, Shizuka, một hình mẫu vô cùng chuẩn mực cho một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành, nhân hậu. Bên cạnh đó, trai cô, em gái Chaean, lại là một cô bé cá tính và tài năng. Các bạn có thể xem lại những thông tin về hai nữ nhân này ở các video trước của Ten nhé. Và lần này, tạm để Shizuka và trai cô lui về hậu cung, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các cậu dàn nhân vật nữ siêu xinh, siêu tài năng được người đời đồn đại rằng ăn đứt cả nhân vật chính nhé. Cũng bắt đầu ngay thôi nào. Một, Ito Tsubasa. Với vai trò là idol giới trẻ trong Doraemon, Ito Tsubasa là cô ca sĩ, diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng mà cả nhóm bạn đều mê tít. Bằng mối quan hệ của gia đình mình, Sunio nhiều lần có được chữ ký và những album ca nhạc hàng limited của cô khiến cho cả nhóm bạn phát sốt vì ghen tị. Tới Doraemon còn cuồng nhiệt đến mức dán tất cả ảnh của Tsubasa lên tủ giường của mình cơ mà. Tuy là nhân vật phụ và chỉ xuất hiện khi có chuyện, nhưng qua những lần cô ca sĩ này hiện diện trên trang truyện với sự nổi tiếng và ánh hào quang của mình, Tsubasa chưa bao giờ tỏ ra kiêu căng, tự mãn mà vẫn luôn là một nữ thần tượng xinh đẹp, lại rất thân thiện với các fan hâm mộ của mình. Cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng, dịu dàng biết bao nhiêu. 2. Mizue, cháu ông Kaminari. Cường nữ là có thật trên đời các cậu ạ. Mizue là cháu gái của ông Kaminari, nạn nhân thân thiết của nhóm bạn Nobita, ông chủ của ngôi nhà sát bên cạnh sân bóng và luôn bị nhóm này làm vỡ cửa kính. Mizue vừa xinh đẹp, lại sở hữu kỹ thuật chơi bóng chảy vô cùng điêu luyện, khiến cho cả đám con trai phải trầm trồ nể phục. Sunio và Chaean còn phải tìm mọi cách để làm quen với cô bé này. Nobita dường như cũng rơi vào lưới tình luôn, trước một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ, giỏi giang đến thế, khiến cho cậu tạm quên đi Shizuka, đến nỗi còn ngó lơ cả lá thư và cuộc gọi của Shizuka gửi mời Nobita sang nhà chơi. Ngày thường mà được thế thì ông lại chả xoắn lên. Bằng bảo bối của Doraemon, Nô đã tìm đến tận nhà ông Kaminari hòng kết thân với cô bé, nhưng lại gặp ngay ông bác chủ nhà và được mời ăn bánh uống trà xanh, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất về đám cây bonsai của ông. Sau cùng thì chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau, không phải Sunio, Chaean, cũng không phải Nobita, mà Shizuka mới là người được Mizue chọn kết bạn nhờ công dụng của bà bối. Cơ mà hai cô bé xinh xắn này chơi với nhau cũng hợp lý thật các cậu nhỉ. 3. Minami, crush của Chaean. Xuất hiện một cách tình cờ khi vô tình ló mặt trong một khung ảnh của Chaean và các bạn tại công viên. Thế nhưng, ngay lập tức, Chaean đã đem lòng yêu mến cô bé xinh xắn này dù còn chưa biết cô ấy là ai và tên gì. Minami từ nhỏ sống ở nước ngoài nên tuy ở cùng khu phố nhưng nhóm bạn lại không hề quen biết cô ấy từ trước. Đây là một cô bé có mái tóc màu nâu dài và một chú chó nhỏ đáng yêu tên là Benchi. Bằng bà bối của Doraemon, cả nhóm đã có cơ hội được gặp lại Minami ở công viên và Nobita còn được ưu ái mời đến dự tiệc sinh nhật của cô bé này. Sau 7 bể 49 pha mất mặt trước crush thì ngay lúc Chaean vừa lập công cứu được chú chó cưng Benchi cho Minami thì cũng là lúc cô bé lại phải quay về châu Phi để đoàn tụ với gia đình. Tiệc sinh nhật cũng bị hủy bỏ. 4. Non-chan. Nếu Non-chan vẫn luôn ở cạnh Nobita thì chưa chắc Nô sẽ lấy Shizuka đâu nhé. Đây là cô bé bạn thân của Nobita từ khi còn bé, người luôn bên cạnh, cùng ăn, cùng vui, cùng chơi đùa với cậu bạn vụng về này. Dù Nobita có làm tổn thương Non-chan thì cô bé vẫn chẳng giận dỗi gì và luôn mỉm cười với cậu ta. May nhờ có Doraemon và cỗ máy thời gian nên Nobita có cơ hội quay về quá khứ để trả lại chiếc giày mình đã cướp và nói lời xin lỗi cũng như tạm biệt đến cô bạn này. Dù ở hiện tại hay cả trong tương lai, Nobita và Non-chan vẫn chưa thể liên lạc lại với nhau, nhưng đây sẽ mãi là người bạn tốt và đáng yêu của Nobita đấy nhá. Nàng tiên ống tre. Đây là đỉnh cao của nuôi gái trong nhà khi mới chỉ là học sinh tiểu học. Bằng bảo bối trải nghiệm thần thoại, Nobita đã nhận nuôi một nàng tiên ống tre và trong chốc lát, cô bé đã lớn lên, xinh đẹp và trở thành con gái nhà Nobi với tên gọi Kaguya. Xinh xắn, ngoan hiền là thế nên Kaguya rất được gia đình Nobita yêu thương. Mẹ thì không hề cau có giận dữ mà lại vô cùng cưng chiều. Ba cũng rất vui mừng và ngay cả Nobita cũng không mấy ghen tị mà lại hết lòng chăm sóc cho cô em đặc biệt này. Dám cả gan lấy đồ của Shizuka cho em nó mặc luôn cơ mà.
Nhưng không chỉ có gia đình Nobita, mà ngay cả Sunio, Chayan, Shizuka và Doraemon đều rất yêu quý nàng tiên ống tre, dành tất cả những điều tốt đẹp mà mình có như đồ chơi, đồ ăn và quần áo cho cô bé. Vào ngày trăng tròn, khi nàng tiên ống tre phải quay về cung trăng, đền bố cũng không tăng ca nữa, cả nhà đều ở nhà, sẵn sàng bảo vệ Kaguya để không ai có thể đưa cô bé đi. Cốt truyện cũng giống như sự tích nàng tiên ống tre các cậu nhỉ, dù không còn xuất hiện nữa, nhưng Kaguya mãi là một thành viên trong gia đình của tất cả mọi người. 6 và 7, Hanaga Sakiko và Tsukigata Maruyo. Nếu bạn cho rằng Nobita là đệ nhất trung tình thì không hẳn là như thế đâu nha. Đã có rất nhiều lần Nô tỏ ra chán cơm thèm phở và đây là một trong số những lần như thế. Trong một pha rảnh rỗi sinh nông nổi, Nobita đã tuyên bố rằng kết hôn là chuyện cả đời người, nhỡ về sau tớ lại thích cô gái khác thì sao? Và dùng bảo bối máy in catalog bạn gái để tìm hiểu về những cô gái mà mình sẽ tiếp xúc trong tương lai. Kết quả là lại lòi ra thêm hai cô gái là Sakiko, đồng nghiệp cùng phòng ở công ty khi Nobita đã đi làm, và Maruyo, bạn học chung cấp 3. Nobita cũng không ngại bảo với Shizuka là mình bận và đi tìm đến tận nhà của hai cô gái này ở hiện tại. Sakiko, đồng nghiệp trong tương lai của Nobita, có vẻ như xuất thân từ một gia đình tài phiệt ngang ngửa Sunio về căn biệt thự nguy nga. Cô đang tập đàn bên kia piano đắt tiền nữa chứ. Cả tiếng đàn du dương và sự dễ thương của cô bé này đã khiến cục liêm sỉ của Thánh Nô rất bình bịch, nhảy thẳng vào nhà người ta luôn. Còn về Maruyo, cô bé lại biết Nobita từ trước với toàn là tiếng xấu, nào là kỷ lục đi học muộn, bị phạt đứng hành lang. Sau tất cả thì chỉ có Shizuka là đối xử tốt với Nobita nhất mà thôi. 8. Vợ Sunio. Xuất hiện trong tương lai và đang sang nhà Nobita để phàn nàn về ông con trai nghịch ngợm, vợ Sunio xấu đến mức khiến Nobita muốn lên cơn đau tim. Vẫn là một người phụ nữ mỏ nhọn, cơ mà mẹ Sunio cũng mỏ nhọn nhưng mà rất thần thái, sang chảnh, còn cô này thì lại có quá nhiều sự chua ngoa đánh đá. Thật đáng thương cho Sunio, có tất cả nhưng không thể có được người mình yêu. 9. Crush của Sunio. Tuy cô gái trong những giấc mơ phiêu lưu của Sunio cũng là Shizuka, nhưng thật ra crush của anh chàng nhà giàu này lại là một người khác. Đó là cô bạn tên Inako Kawaii, một bạn nữ học lớp bên cạnh và được xem là xinh đẹp nhất trường. Trong một lần tò mò về thế giới tương lai, Nobita đã phát hoảng khi thấy con trai của Dekisuki ở nhà mình và đang được Shizuka chăm sóc. Cậu cứ ngỡ, thế là hết vì Shizuka đã lấy Dekisuki làm chồng. Nhưng sự thật là Dekisuki chỉ gửi con mình sang nhà bạn để cả hai vợ chồng đi công tác mà thôi. Có lẽ đây cũng là lần duy nhất vợ Dekisuki xuất hiện. Không phải Shizuka, mà cô là một người khác, cũng là một phi hành gia giống như Dekisuki, nên chứng tỏ về tài năng cũng không hề kém cạnh anh chồng cực phẩm của mình. Cô cũng vô cùng xinh đẹp và ăn mặc rất hiện đại nữa chứ. Không cưới được Shizuka, nhưng thật sự mà nói thì cuộc đời của Dekisuki tuy không phải nhân vật chính nhưng luôn được ưu ái và thành công ngoài mong đợi. Cô gái bên cạnh cậu ta có lẽ còn hiểu chồng mình và hiểu công việc của chồng hơn bất cứ ai. Sẽ không có cảnh một cô vợ phải ở nhà buồn bã, trách phận vì có một anh chồng suốt ngày ra ngoài vũ trụ đâu các cậu nhỉ. Vừa rồi là tổng hợp thông tin về các nhân vật nữ xuất hiện trong các tập truyện ngắn của Doraemon. Theo các cậu thì đâu là cô gái ấn tượng nhất? Hãy cùng comment cho chúng tôi biết ý kiến của các cậu nhé! Và cũng đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ Chen Anime trong những video tiếp theo. Hẹn gặp lại cả nhà!